ý, tâm không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là tu hành. Bị ngoại cảnh chuyển tức là đọa lạc. Hỏi: tánh, thức, ý và tâm khác nhau như thế nào? Đáp: như đứa con nít mới sinh ra đời rất là vô tư, không có quan niệm gì về mình, về chúng sinh, về thọ mạng, thì đó cũng ví như là tánh. Khi đứa con nít biết được làm sao để uống sữa mẹ thì đó ví như là thức. Sau khi uống sữa mẹ lại biết mặc áo, không mặc áo thì cảm thấy lạnh, biết hổ thẹn, rồi cảm thấy đói, khát, lạnh, nóng thì giai đoạn đó ví như là ý. Cho tới khi lớn lên, lúc đó lại muốn cái này cái nọ, đó là có tâm. Vậy đây là bốn thứ tâm, nhưng cũng có thể nói là một, chúng nó hỗ tương quan hệ không thể phân ly được, vì cùng một nhà. Tuy là bốn danh từ khác nhau nhưng bản tánh lại là một, nghiệp là hậu quả căn bản mà chúng tạo nên. Bây giờ nói rộng ra một chút, thế nào gọi là Phật? Tánh tức là Phật, thế nào là thần? Chất của mình tức là thần. Ý là tâm phân biệt, và tâm là sự phát sinh suy nghĩ vọng tưởng. Bản tánh thì lúc nào cũng quang minh sáng suốt, không có mình, không có người, không có rơi vào số được. Nhưng khi có chất rồi thì rơi vào danh số, rất vào phân biệt. Ý cũng là sự phân biệt, cũng gọi là thức thứ sáu. Thức này so ra thì rất vận động. Ngược lại, thức thứ bảy và thức thứ tám thì thanh tịnh một chút. Thức có tám loại: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý là sáu thức đầu, cộng thêm thức thứ bảy và thức thứ tám. Bản thân của thức thì không phải là tám cái, mà vì trên mặt danh từ nên phải phân làm tám. Nhưng nói một cách tổng quát thì chỉ là một, một nhưng lại có tám cương vị khác nhau. Tuy có tám cương vị khác nhau nhưng vẫn do một thức chi phối, khống chế. Tám mà một, một mà tám, tám không ngại một, một không ngại tám. Từ nơi một sinh ra tám, từ nơi tám không hồi thành một, đó gọi là thức. Ý tức là tâm phân biệt của mình, tức là thức thứ sáu. Tâm không những phân biệt mà đầy dẫy vọng tưởng. Trong sáu thức đầu có thể nói là loại có tánh chi giác, là do nơi lục căn phát sáu thứ chi giác đó. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý phát xuất ra: thấy tức là thị giác, nghe tức là thính giác, ngửi tức là khứu giác, nếm tức là vị giác, sờ tức là xúc giác, hiểu tức là chi giác. Con người tạo tội nghiệp là do ở nơi sáu căn đó, tu hành cũng từ nơi sáu căn này. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối thì đó chính là tu hành, nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển thì tức là đọa lạc. Phật đau lòng cho nền giáo dục hiện tại luôn luôn đi theo tinh thần đại công vô tư, quang minh lỗi lạc với tinh thần vô úy. Ngày nay nền giáo dục trong rất nhiều nước đang bị suy sụp, tuy nhiên vẫn có một số người nỗ lực mong cứu vãn nguy trầm luân đạo đức. Việc làm của người phấn chấn nỗ lực so với kẻ đọa lạc giống như tạt một ly nước để dập tắt căn nhà đang cháy lớn. Nguyên nhân vì sao nền giáo dục sụp đổ như vậy? Đó là do con người, những vị nhân sĩ trong nền giáo dục không chịu cải thiện, không biết cầu tiến. Tuy thấy học sinh càng ngày càng đọa lạc, giết người, phóng hỏa, cướp giật, hút ma túy, nhưng họ coi những chuyện này như không, thậm chí còn công khai cổ võ học sinh hút ma túy, phá thai, tự do phóng túng, mặc tình dùng thuốc ngừa thai, vân vân. Những hành vi tồi tệ ấy chỉ làm ý chí học sinh lùng bại, lương tri tiêu tán. Tuy nhiên, một số nhà giáo dục vẫn còn có tâm tận tụy, hết sức hô hào để cứu vãn sự trầm luân đó. Vì thanh niên mà vun đắp lại cơ sở tốt đẹp, nhưng phần đông kẻ làm giáo dục thì tâm lý tối tăm, cổ suý những chuyện dâm dục, bài ngoại luân lý, tổn thương thuần phong, khiến chí nguyện của thanh niên, những bậc anh hùng hiền tài bị sụp đổ, thiện căn giảm sút, đứt đoạn. Trước khi khai phát trí tuệ chân chính, họ đã học toàn những thứ điên đảo sàng bậy. Có những nhà giáo dục thậm chí hô hào cải tạo nhân tâm, nhưng những kẻ đó là giặc ở trong làng đạo đức, bởi vì họ dùng những thứ văn chương bại ngoại để che đậy những thứ xấu xa, cực lực phản đối nền giáo dục chân chính là nền giáo dục có tính cách xây dựng. Họ giống như những kẻ đuôi mê hoặc những kẻ vô tri, những điều này làm cho người ta đau khổ và lo lắng. Những nhân sĩ phục vụ trong nền giáo dục phải luôn luôn có y theo tinh thần trí công vô tư, quang minh lỗi lạc, có tinh thần vô úy để xây dựng lên nền tầng lớp thanh niên biết làm chủ tương lai. Được vậy thì mình sẽ không xấu hổ với lương tâm, không hổ thẹn làm thầy kẻ khác. Nếu quý vị không sửa đổi những lỗi lầm đó đầy dẫn tà chi tà kiến, những hiểu biết sai lầm, những sự đố kỵ chướng ngại, chỉ muốn cầu danh mong lợi, đè người khác xuống để mình đứng lên trên, luôn luôn có hành vi hư ngụy lừa dối, thì nền giáo dục vĩnh viễn không chấn hưng được. Những bậc anh tài sẽ bị mai một, tiền đồ của quốc gia cũng sẽ rất nguy hiểm. Hy vọng các nhà giáo dục hô hào để thanh niên chú ý, luôn luôn tìm phương kế để cứu vãn tầng lớp thanh niên, để họ khỏi phải rơi vào con đường bế tắc rồi đoạn lạc. Được vậy thực là diễn phúc cho xã hội quốc gia lắm. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng tháng 12 năm 1982. Tham thiền cần có con mắt biết chọn pháp. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Người học Phật pháp cần phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết chọn pháp, biết cái nào là pháp, cái nào không phải pháp, cái nào đen, cái nào trắng, cái nào thiện, cái nào ác. Phải nhớ đừng nhận lầm cái giả là thật, đen cho là trắng, trắng cho là đen, hoặc lấy thiện làm ác, lấy ác làm thiện, đó đều là điên đảo. Khi mình muốn nhận thức những pháp như vậy cần phải có con mắt gọi là trạch pháp nhãn. Trước tiên hãy rút bỏ ngã tướng, nếu có ngã tướng thì sinh ra đủ thứ chướng ngại, cũng không có trí huệ nữa. Có ngã tướng thì tự sinh ra tâm ích kỷ, dục, theo đó là sinh tâm tư lợi, tâm truy cầu, tâm tham lam. Khi cầu không được, tham không xong thì lại sinh ra tâm đấu tranh cùng người tranh cường luận thắng. Nếu như không có ngã tướng thì có cái gì gọi là ngã? Ai là ngã? Cái ngã này là ai? Quý vị suy nghĩ tham nó. Như tham câu niệm Phật là ai? Câu niệm Phật là ai này là tham chứ không phải để niệm. Nếu mình niệm tới niệm lui thì vô ích, mình phải tham nó. Tham thì tự như lấy cái rùi đục mà rùi mãi, tới lúc nào đâm thủng nó được thì tức là mình triệt ngộ. Nhất thời bất minh bạch, nhất thời đô yếu tham, thời thời bất minh bạch, thời thời đô yếu tham. Nghĩa là lúc nào chưa hiểu rõ, lúc đó cần phải tham, mọi lúc chưa hiểu rõ, mọi lúc cần phải tham. Tham thiền cũng không phải đoán mò, nếu như mình cứ đoán rằng tôi niệm Phật à, anh niệm Phật, người đó niệm Phật, ai niệm Phật, đoán tới đoán lui đều đoán không đúng. Mình cần phải tìm ra ai, chứ ai này chính là kim cang vương bảo kiếm, tức là lưỡi kiếm trí huệ.
Nếu dùng lưỡi kiếm trí huệ này mà chặt đứt hết vòng tưởng khác thì trí huệ tự nhiên hiện tiền. Nếu không nhận thức, không hiểu rõ pháp môn tham thiền mà cho rằng pháp môn này cũng giống như pháp môn niệm Phật, nghĩ rằng niệm càng nhiều càng tốt thay vì tham thì đó là điều hết sức là sai lầm. Không cần niệm cho nhiều, chỉ cần kéo hơi cho dài, tham cho nhiều mấy giờ đồng hồ cũng được, thậm chí tham đến 8 vạn đại kiếp cũng không gián đoạn thì đó mới là chân chính tham thiền. Tại sao phải tham câu niệm Phật là ai? Chữ ai này cũng là đã nhiều lời, nhưng vì chúng ta giống như con khỉ, lúc nào cũng muốn tìm cái này cái nọ để làm, do đó chữ ai để mình đi tìm thì vọng tưởng mới hết. Nghĩa là dùng chữ ai này giống như lấy độc trị độc. Tham thiền tức là quét sạch bụi, tức là vọng tưởng. Khi mình không còn vọng tưởng thì mới đúng là thời thời thường thất thức, nghĩa là lúc nào cũng quét sạch. Tại sao cần phải quét bụi? Bởi vì không muốn cho tâm bám đầy bụi, mình muốn quét sạch tất cả mọi pháp, xa rời tất cả mọi tướng, đó là pháp môn tham thiền. Nếu mình không có con mắt chọn pháp, không hiểu biết được chân pháp thì mình không biết thế nào là tham thiền. Không biết tham thiền thì chỉ phí công lao tu tập. Nếu không nhận thức được pháp môn chân chính thì có thể đi vào con đường tà đạo. Nên trạch pháp nhãn, con mắt biết chọn pháp rất là quan trọng. Hòa thượng Tiến Hóa giảng ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Đắc nhất vạn sự tất. Ai hiểu được số không này thì người đó có thể tu hành chứng quả. Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Nghĩa là các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật Đại Sa Môn thường nói lý như vậy. Tất cả mọi pháp đều do nhân duyên sinh ra rồi cũng do nhân duyên tiêu diệt, đó là đạo lý luân hồi, cũng là đạo lý vật cực tác phản, bỉ cực thái lai. Nghĩa là vạn vật hãy biến thiên đến cực điểm thế này rồi thì sẽ quay đầu để tới cực điểm thế kia, khi bế tắc cùng cực thì rồi sẽ hành không, đó là pháp tương đối trên thế gian này vậy. Pháp tương đối ví như sự tốt đẹp đến cực điểm rồi sẽ biến thành xấu, xấu đến cực điểm lại biến thành tốt, cũng như con người sinh ra là điều tốt, nhưng khi chết đi lại là điều xấu, điều hủy hoại. Sinh trụ dị diệt, sinh xong rồi sẽ trụ, trụ rồi sẽ biến dị rồi sẽ hủy diệt, sinh lão bệnh tử cũng đồng đạo lý như vậy. Sinh ra rồi từ từ sẽ già, già rồi sẽ bệnh, bệnh rồi sẽ chết, đó là thứ pháp nhân duyên. Con người ai cũng sống, thích sống và ai cũng phải chết, nhưng lại sợ chết. Nếu mình không thích sống mà cũng không sợ chết thì đó là một loại định lực. Nhưng người ta thường hay sợ quỷ, nhưng tại sao lại sợ? Bởi vì quỷ thì xấu xa hung ác, có thể hại người và làm chết người, cho nên người ta đều sợ quỷ, đó là hiện tượng sợ chết mà thôi. Nếu như mình không sợ chết thì mình cũng không sợ bất cứ cái gì, bất luận là quỷ thần, yêu ma, quái vật mình cũng không sợ, không gì làm cho mình sợ cả. Còn sự sợ hãi là còn chưa có định lực, hết mọi sự sợ hãi thì đó mới là chánh định, chánh thọ, mới có định lực. Có định lực thì con người mới túng ngộ phong đao thường đản đản, giả như độc dược giả nhàn nhàn, nghĩa là đứng trước mũi kiếm vẫn ngang nhiên, dù ép độc dược cũng bình thường. Ý là nếu có người đem sao tới chặt đầu mình hoặc là dùng độc dược để giết hại, mình cũng không lo sợ, trong tâm không hề dao động. Đó là vì sao? Vì mình đã thoát khỏi sinh tử, sở đắc dĩ biệt, bất thọ hậu hữu, nghĩa là xong xuôi những việc cần làm, từ đây chẳng phải đầu thai làm gì. Cho nên nếu được một thì mọi sự đều xong. Nhưng được một đây cũng vẫn chưa hẳn là đủ, phải làm cho một này trở về bản nguyên của nó, trở về số không. Số không là đạo lý linh diệu, khó có thể diễn bày được. Ai hiểu được số không này thì người đó có thể tu hành chứng quả. Làm sao để hiểu số không này? Trước hết phải hiểu số một, bởi vì đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một thì vạn sự đều xong. Có một này xa rời ngôn ngữ, quan tự, ra khỏi tâm sở duyên, quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, lại nói rằng nhất pháp bất lập, vạn sự đai không, nghĩa là chẳng lập một pháp gì, mọi sự thầy đều không. Quý vị muốn tới cảnh giới và đạo lý này thì trước hết phải tới một, quý vị đừng coi thường số một này. Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, nhân đắc nhất dĩ thánh, nghĩa là trời được một nên trong, đất được một nên yên, người được một thành thánh. Tại sao trời che phủ được vạn vật? Là vì trời được số một này. Tại sao mà đất làm chỗ dựa cho vạn vật? Là vì đất được số một này. Nếu như đất mất số một thì đất sập, núi băng, động đất, nước biển nổi trào, đủ thứ tai họa phát sinh. Nếu nơi nào mất số một này thì nơi đó sẽ sinh ra đủ thứ tai họa. Nếu số một này không mất thì mọi nơi trên mặt đất đều bình an. Nhân đắc nhất dĩ thánh, nếu con người thật sự tới được số một này thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thành quả khai trí huệ. Bởi vì con người mất số một nên kẹt trong luân hồi, xoay chuyển trong lục đạo, chịu đủ thứ phiền não vô minh. 84,000 phiền não đều do mất số một này mà sinh ra. Muốn về lại một thì trước tiên phải biến phiền não thành bồ đề, biến sinh tử thành niết bàn, dễ như trở bàn tay vậy, không khó khăn lắm đâu. Song vì lẽ gì ta chẳng biến phiền não sinh tử bồ đề niết bàn được? Bởi vì sao mình đã mất đi số một này và chạy tới số 2, 3 rồi đến số 10, từ số 10 tới số 100 rồi vô tận, nên trăm ngàn vạn ức thứ phiền não mới sinh ra. Bởi thế số một này rất quan trọng. Tuy nhiên, bởi vì mình đã mất số một này, muốn trở về nó không phải là dễ. Từ số một mà muốn phản bổn hoàn nguyên trở lại số không thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi nói cho quý vị một ví dụ đơn giản khác. Lúc nào gọi là một, có lúc nào gọi là không. Đối với con gái từ 1 tới 14 tuổi, đối với con trai từ 1 tới 12, trong giai đoạn đó chưa mất đi số một. Thời gian nào là số không? Từ lúc nhập thai cho đến lúc sinh ra, đó là giai đoạn mình ở số không. Lúc đó thì tất cả những thứ phiền não vọng tưởng, tham sân si đều không có. Cho tới lúc biết ăn đói rồi sinh lòng tham ăn giận dữ ngu si bắt đầu phát sinh, nhưng lúc này cũng chưa mất đi số một. Đây chính là lúc khởi đầu cuộc sống làm người. Từ số không biến thành một, từ số một này vẫn còn là số rất hoàn chỉnh, vì nó là sự bắt đầu của mọi sự. Cho tới khi trải qua những diễn biến trong đời, những thứ khác sẽ cộng thêm vào số một này để biến thành 2, 2 thành 3, 3 thành 4, và cứ thế tăng lên, càng tăng thì gánh nặng càng lớn và con người càng trở nên ngu si hơn. Tánh tức là số không, số không cũng tức là tánh. Không tánh có nghĩa là chẳng có gì cả, chính là bồn lai vô nhất vật, hà sự nhạ trần ai, nghĩa là xưa nay chẳng có vật gì thì sao có chỗ bụi trần bám vào.